Rồi, hello các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm cái món ẩm thực nha các bạn. Mình sẽ đổi cái không khí là mình sẽ làm ẩm thực đồ chay nha các bạn. Là đặc biệt là mình sẽ làm cái món nem nha các bạn. Nem vỏ bưởi nha. Thì mình sẽ cho các bạn xem là nguyên liệu như thế nào nha. Đây các bạn. Đầu tiên là mình sẽ có mình chuẩn bị bưởi nha các bạn. Đây là nguyên liệu chính nè. Rồi cái này là mình đu đủ già nha các bạn. Không, mình mua là không có chín nha, đó, đu đủ sống á. Rồi này là khế, mình sẽ gọt ra mình lấy nước cốt nha các bạn. Rồi này là rau răm để họ mình trang trí ở trên nha các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng xem nha. Bây giờ mình sẽ gọt bưởi trước nha các bạn. Mình sẽ gọt vỏ nè các bạn. Mình gọt vỏ để mình lấy cái sơ tra màu trắng nha. Mình khi mà mình chọn bưởi các bạn, để mà có nhiều sơ màu trắng như thế này nè là mình phải mua bưởi non nha các bạn. Đó, mình gọt mạnh tay để mà bỏ cái màu xanh này ra nha. Cái màu xanh này đắng lắm các bạn. Sau khi mình gọt xong bốn trái các bạn, đổ mồ hôi luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua là mình sẽ cắt mỏng các vỏ bưởi nha các bạn. Có những chỗ họ làm á, họ có điều kiện là họ có máy các bạn, cái máy máy xay á, thì mình sẽ bỏ vô mình xay trong máy thì sẽ tốt hơn nha. Xay càng mịn càng tốt. Chủ yếu là mình làm nhỏ cái vỏ bưởi đi để mình lọc chất the các bạn. Còn mà mình làm á, mình xắt lớn quá là sẽ còn chất the nha các bạn. Đó, ví dụ mình làm như nè, đó. Càng mỏng càng tốt nha các bạn. Nó mỏng như vô lam càng tốt nè các bạn. Nè, mình làm là mỏng mỏng tay này các bạn. Nhìn ngoài trước ngoài sau thấy là không? Đó, mỏng như thế này là tốt nha các bạn. Bây giờ mình đã hoàn thành cái công đoạn sắt vỏ bưởi các bạn. Chắc mỏng như thế này các bạn, để hồi mình bóp sẽ nhiều lần nha các bạn, bóp cho nó xẹp xuống và nó ra cái chất the với chất đắng nha. Tiếp theo là mình sẽ bào cái đu đủ nha các bạn. Trong giai đoạn mình chờ trụng cái sơ bưởi vỏ bưởi các bạn, thì mình có bắt nước để hờ sẵn nha các bạn, chờ nước sôi là mình đem qua mình trụng luôn nha. Xong là như thế này các bạn, mình tiếp tục là mình sẽ bào nha. Rồi xong luôn các bạn ơi, cái này dở quá dởm luôn, chết rồi, dởm quá. Mình sẽ làm nhẹ tay lại các bạn ơi, nó hư một cái nữa là mình bào mệt luôn các bạn. Bây giờ mình đã hoàn thành cái bào đủ đủ nha các bạn. Giờ mình sẽ để riêng ra. Giờ mình tiếp tục là mình sẽ gọt mỏng khế để mình dắt lấy nước cốt nha các bạn. Lúc lúc nãy mình đi xuống cái giường ở dưới này mình hái các bạn. Mình sẽ gọt mỏng như thế này nha. Sau khi mình dắt xong thì mình được bao nhiêu đi nước cốt của khế nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cất đi. Rồi tiếp theo là mình sẽ vắt đu đủ cho khô cho ráo nước nha các bạn. Mình sẽ vắt nhiều lần nha.
Sau khi mình dắt cho đu đủ khô không các bạn, thì sẽ như thế này nha các bạn. Nói chung là rất là trong nha các bạn. Ok, giờ tiếp theo là mình sẽ vắt tiếp cái vỏ bưởi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vỏ bưởi qua nước để mình xử lý nha các bạn. Cái này là hơi nhiều nhưng mà chắc hồi xào thì chắc còn khoảng chút xíu các bạn. Mình cứ nhồi đại đi, nhồi mạnh tay vào, chủ yếu là mình xử lý cho nó ra chất đắng thôi. Giờ mình sẽ xử lý nước đầu tiên nha. Bóp mình bỏ ra vậy đó để cho sau khi mình xử lý xong cái vỏ bưởi các bạn, mình ăn thử thì mình thấy nó không có đắng nữa các bạn, không đắng các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cho lên chảo mình xào nha các bạn. Mình sẽ xào cho đến khi nào mà ra màu đẹp của mình sẽ xào đến khi nào mà cái này nó bã ra thành đến đạt một cái mức mà để mình dừng lại mình cho đông lạnh đó các bạn, thành nem nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ bỏ cái đu đủ vô luôn nha các bạn. Bình thường thì mình sẽ sử dụng bằng đường đường phèn nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cho nước khế vô luôn nha các bạn. Mình sử dụng thêm ít muối để cho có cái vị mặn mặn nha các bạn. Bây giờ mình thấy cái màu không đẹp các bạn, giờ là mình sẽ cho ít màu củ dền vô nha các bạn. Cũng 2 giờ mấy rồi các bạn. Các bạn. Nói chung là hơi hơi khuya luôn các bạn. Làm cái này công nhận đúng là lâu rồi các bạn ơi. Trong cái lúc mình trộn đó các bạn. Trời ơi, nó nhiều, nó bay ra ngoài mình lum các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ép xuống nha. Và cuối cùng mình cũng hoàn thành cái món nem nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vô tủ mát để dành sáng mình kiểm tra lại xem ngon như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình đã xử lý xong nem này các bạn, thì sau một đêm trong tủ lạnh nha các bạn, giờ mình sẽ thưởng thức thử nha các bạn.
cũng cứng đó các bạn, nhưng mà những cái là hình như mình làm chưa tới các bạn ơi. Cái nem này sau mình sau khi mình ăn mình nhận xét là nó ngon nha các bạn, nhưng mà cái khó là ở chỗ là theo mình cấp đông một đêm thì nó vẫn chưa có cứng nha các bạn. Không biết là mình đã thiếu cái công đoạn nào thì để mình sẽ rút kinh nghiệm lại cho cái đợt làm nem sắp tới nha các bạn. Rồi bây giờ mình xin chào tạm biệt.